Ông thấy chưa? Vi thích sô-cô-la lắm. Từ từ rồi Vi sẽ có cảm tình với ông thôi. Ai à? Thấy con khỉ khô, Vi đâu biết sô-cô-la tao tặng đâu. Ô, sao ông không ghi tên ông vào cái thỏi sô-cô-la đó? Mày không mà kêu đừng có ghi tên vô để làm cho Vi bất ngờ. Ô, hôm qua tôi nói vậy à? Tôi quên mất cái chứ. Trời đất ơi, kể mà ghi vô là Vi biết là của ông rồi. Nè, mày đừng có chơi chiêu hay là mày chơi xỏ lá tao nha. Tao nói mày nghe nha, mày cũng đang thiếu tiền tao đó. Mày mà không giúp tao cua đổ con Vi nè là mày biết mày rồi đó. Trời ơi, biết rồi, con tiền nhắc hoài. Vi thích hoa lắm. Hay bây giờ ông tặng hoa cho Vi đi. Ông cầm bó hoa tới ông tặng trực tiếp. Tặng hoa hả mày? Ừ. Được không mày? Được, tin tôi đi. Đặt tặng cho Vi nè. Đặt tặng cho Vi hả? Làm Vi không cần phải xúc động như vậy. Cảm ơn Đạt nhiều nha. Vui gì? Vi nói lên tình cảm của Đạt thôi mà. Vi đi nha. Pha tặng hoa tẻ nhạt thế nhỉ? Sao nó không giống trong phim? Ê, tám gì đi ha, mày chơi game hoài à? Ngồi nói chuyện đi. Ừ. Mọi người đi làm. Ê, hả? Có cái chuyện gì quan trọng không? Lớn lao lắm. Chuyện gì? Nè, Tuyên, kỳ này ông thua, ông mất trắng rồi, ông tay trắng. Tôi có làm có kinh doanh gì đâu, tiền tay trắng. Trời ơi, nói cho ông nghe nè, hồi sớm tôi đi ngang sân trường, tận mắt tôi chứng kiến ông Đạt tỏ tình với bà Vi. Cái gì? Để chưa? Chưa hết đâu nghe, ông Đạt cũng quỳ suốt 3 tiếng. Không, tôi lớn, ông quỳ xuống, ông tặng quà cho Vi. Tặng quà? Vi gật đầu nhận một cái cúp. À, có nghĩa là ông quỳ xuống nói 3 tiếng anh yêu em mà. Chính xác. Tao nói rồi, mày không có khéo léo. Mày không dở mà mày mất con Vi. Gì đó. Sô-cô-la coi như là đổ thành sông luôn. Nhưng mà Đạt tặng Vi gì vậy? Tặng quà đó. Quà gì? Bông hồng. Bông hồng là chuyện bình thường. Vi mới thích bông đâu. Bây giờ không quan trọng. Bây giờ không thích mai mốt nữa. Thằng Đạt tặng cái khác thì Vi thích nữa. Ờ, đúng rồi. Từ từ sẽ thích. Tụi mày vui lắm hả? Tụi mày muốn tao mất Vi luôn. Đê vô rồi. Nói cho cảnh báo rồi chứ. Đó. Bông hồng Đạt tặng đúng không? Đúng rồi. Vui lắm chứ gì, cười chấm chiếm chấm chiếm rồi. Ôi chắc. Trang. Hả? Gì vậy? Cho bà nè. Dạ. Thế đi. Ôi. Sao vậy? Tôi nói với mấy ông biết đó thì tôi có thích cái này đâu. Dạ. Dạ. Nghe chỉ là bông là qua mà cứ tặng chi không biết nữa. Thơm quá. Trời ơi. Đẹp. Mà thơm nữa. Ủy. Bông hoa hồng này là của tôi mà. Bông này là ông tặng cho Vi là của Vi. Nhưng Vi không thích. Vi tặng cho tôi là của tôi. Đúng rồi. I love you, ok. Mày đừng có giả chơi. Mày giả tạo vậy là không tốt đâu. Phải không Vi? À, thì tôi chặn với Trang mà. Hồi đó giờ Đạt không biết là tôi không thích bông, thích hoa hả? Hey, mình thích mặt của bạn lúc này nè. Nhìn nó hay hay sao á, nó đơ đơ, nó cứng cứng, đã. Tặng cho Hoàng nè. Lấy tên đâu quá vậy? Tôi tên mày nào? Đó. Tôi tên thằng khác. Sao này nó lâu dữ vậy ta? Đại ca, nó tới kìa đại ca. Ê,
Ê, chờ tôi lâu chưa? Làm gì lâu vậy mày? Ê, mày bớt chịu. Mày, đứa của tao về cùng hả? Trời ơi, người ta đi thu thập thông tin mệt muốn chết, vô xin miếng nước mà cũng... Thôi nè, uống đi. Rồi, có tin gì mới không? Nãy ra về, tôi nghe tụi nó bàn hôm nay tụi nó tổ chức sinh nhật cho Vi ở cái quán trà sữa này nè. Bữa nay sinh nhật của Vi hả? Đúng rồi, trời đất ơi, quan tâm Vi mà không biết sinh nhật. Ủa, của tao nè. Quan tâm Vi mà không biết sinh nhật. Rồi, nói tiếp đi. Quan tâm Vi mà không biết sinh nhật của Vi là sao? À, vậy thì ngày hôm nay mày phải làm bằng mọi cách cho tao được Vi để ý được không? Ngày quan trọng của Vi mà, mày có cách gì hiến kế tao không? Ờ, cách thì có đó. Nhưng mà... Trời ơi, nước tôi kìa. Bây giờ mới nghĩ ra cách nè. Bây giờ năm nay là bộ nó tổ chức sinh nhật đây đúng không? Bây giờ ông cũng tổ chức sinh nhật ở đây. Ông tổ chức nó to hơn, hoành tráng hơn, hiểu không? Làm nó lãng mạn lên. Ê, con gái ai đó thích cái lãng mạn. Đúng rồi, phải làm ghê hơn thằng Tiên. Ông phải đẹp đẹp thằng Tuyên đó. Chúng nó mới bẻ mặt đúng không? Đúng rồi. Hay lắm, hôm nay mày cho tao thông tin này hay lắm. Phần thưởng cho mày nè. Rồi, biết. Bữa nay sinh nhật của Vi. Phải làm hoành tráng lên, muốn hoành tráng thì phải có quà. Mà quà thì quà gì hai thằng bay? Bây giờ mình tặng cái gì ngầu ngầu vậy đại ca? Theo em, theo em biết, em thu thập từ cái con Trang Ú. Còn Vi á, nó ghét mấy cái gì mà sến sến nghe đại ca. Sến là nó ghét đúng không? Thì đó, mình tặng cái đồ ngầu ngầu đó đâu có ghét. Ngầu ngầu chắc là tặng tao á. Mấy con mình tao ngầu nhất à. Ghét tặng đại ca nó chết. Mình phải tặng gấu bông nè. Gấu bông đúng không? Đúng rồi. Bánh kem. Đúng rồi. Hoa nữa. Hoa bông hoa nữa đúng không? Hợp lý. Rồi đặt liền đi. Ok đại ca. Trời ơi từ từ chứ. Alo, nhỏ cho tôi là quán trà sữa cái bánh kem liền luôn nha anh. Điều nào có mặt 5 phút lâu quá. 2 phút mà. Rồi ok, tới liền đi anh. Dạ. Đặt bánh kem trước đúng không? Xong. Gấu bông đồ là chuẩn bị đặt luôn đúng không? Em là em chuẩn bị hết cho đại ca rồi. Yên tâm đi nha. Tính tiền chủ quán ơi. Mấy cậu kia. Ê. Hơi trời, sao con này nó vậy? Sao con hoài vậy? Tới nhà tôi gặp tôi, không lẽ muốn gặp ông tổ trưởng tổ dân phố? Gì, nhà chú ở đây luôn đó hả? Ừ, nhà chú ở đây. Ông chủ quán luôn hả? Ừ, kiếm thêm mà. Ôi giờ vậy, gặp ông đây tôi cũng mừng quá. Tôi tính đêm nay á là tôi sẽ thuê cái mặt bằng quán ông được không? Cậu Đạt, cậu vừa nói gì cậu Đạt? Đêm nay tôi sẽ thuê trọn gói cái mặt bằng quán của ông. Cậu thuê cái nhà tôi đã làm cái vũ trường đó hả? Cái gì? Cái vũ trường. Cậu nghĩ sao nhà không làm vũ trường vậy? Chứ cậu thuê đã làm cái gì? Tổ chức sinh nhật. Đốt lửa trại đồ thôi hả? Rồi lỡ mày nó đốt mà nó cháy nhà tôi thì sao? Thì bởi vậy tôi mới mướn nhà ông đó. Cậu Đạt à, ở bên trường tôi có đối xử tệ với cậu không? Tại sao cậu lại đối xử tệ với tôi như vậy? Giỡn chơi với chú ơi mướn mặt bằng tổ chức sinh nhật cho tụi con. Cái tin mừng vậy mà. Cậu làm tôi xém nhức đầu đó. Cái từ suy nghĩ đi nha. Một số tiền cái chùa này tính tiền như vậy. Ba ly 45 ngàn. Rồi hỏi thôi luôn. Các cậu ngồi chơi vui vẻ nè, có gì thì kêu thêm. Okay. Nhớ đừng quậy phá quán tôi. Trời ơi, tôi vui rồi. Tốt lắm. Đây tôi vô nha. Kèm đâu, từ từ đấy cắm cậu ở đây cái không mày cũng lâu quá vậy. Alo, ông tới chưa vậy hả? 2 phút nữa hả? Rồi lẹ giùm tôi nha. Sao 2 phút nữa ông tới đây cả? Bánh kèm tới luôn hả? Dạ. Gì? Wow. Chào bánh kèm hả? Dạ. Cậu bộ cũng nhanh quá ha. Ở nhà tôi mà. Hả? Nhà tôi phải nhanh thôi chứ. Trời sao? Cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Sao ông nữa vậy? Ủa? Có đem sinh đôi không? Mới thấy ông trong này mà. Không, tôi á chủ nhà nè, bảo vệ trường mình á. Trời ơi, cái gì nhanh vậy? Thời buổi bây giờ, thời buổi chập giật mà. Có là tranh thủ kiếm tiền liền. Kiếm thêm. Tin luôn. Cho tôi xin tiền bánh kem 200 ngàn.
200 nha. 200. Rồi còn tiền ship á, cho bao nhiêu cho? Ship luôn hả? Đưa 500 đi. Trời ơi, cái bánh kem có 200 mà. Tiền ship tới 500. Đúng là học sinh trường mình bảnh quá. Bình thường thôi mà. Ồ, 500. Đúng rồi. Cái này trong dân mạng nó gọi là cạn lời đó. Chứ hiểu phải cạn lời với ông coi chứ sao. Thôi gọi điện thoại của vụ bông biết rồi coi sao. À, bông bông luôn hả? Bông sao nó lâu dao quá ta? Không nghe máy luôn nè. Vụ bông coi sao? Nè nó không nghe máy nè cậu ơi. Alo. Alo. Ờ. Giao bông chưa? Ờ, chúng mới đi giao bánh kem tí xíu tới giao bông liền. Trời ơi, nhanh nhanh giùm tôi nha ông nội. Hả? Ê! Bông! Bông luôn hả? Thời buổi chụp giật. Thời buổi chụp giật. Tranh thủ kiếm tiền, có gì là kiếm nè. Nha. Trời. Ai cần gì tôi làm hết á. Sao nội bí hiểm quá vậy? Hứa luôn. Nửa tiếng nữa đem bông tới. Nha. À, xin lỗi, nghe điện thoại. Alo. Cái gì em? Ờ, ông cống bên đó bị hư hả? Rồi tôi qua sửa liền. Trời. Tờ buổi chụp giật mà. Kiếm tiền được hưởng kiếm ha. Kiếm tiền. À, cạn lời á. Ờ hả? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Trời ơi, quá hay quá à. Nói nghe nè, cảm ơn Hoàng, cảm ơn Tân, cảm ơn Quy, giống như là Tuyên, coi như là hả, đã tổ chức sinh nhật này cho Trang. Trời, cảm động quá à. Thôi gì đâu, mình bạn bè mà đúng không? Bạn bè là như là mình bạn bè đó. Người nào có sinh nhật á là mình tổ chức sinh nhật cho người đó liền. Đúng rồi. Nhưng mà sinh nhật Trang qua lâu rồi. Đúng rồi. Sinh nhật của Vi. Đúng rồi. Đâu có bà nội ơi. Ờ. Làm. Nhục quá. Ước đi. Mà Trang ơi, cuộc đời tôi sao tôi cứ gặp bà hoài à? Bà là của ông Hoàng. Ờ, thỏ luôn đi nha, ướt cái gì bánh ướt ăn cho đỡ khát nước. Ừ. ướt đi mày nãy. Ướt cái gì á? Ướt nguyên cái bánh luôn á. Mấy bạn. Ướt giùm bạn, tôi ướt cho bạn ốm lại bớt. Tốt mà. Phải quan tâm nhau. Đúng rồi. Bạn sao? Để ướt rất là thực tế. Cho ướt ké cái được không? Cho ướt ké nha. Ướt gì ạ? Rồi tôi biết ướt gì luôn á. Ướt gì ạ? Rồi mày ướt gì ạ? Ướt con chén nước mắm nàng quá nước. À. Vậy mà tao tưởng đâu là mày ướt cái môi mà nó tém. Tao muốn không? Thôi nè mấy bạn. Hôm nay là sinh nhật của Vi. Mình xin phép mấy bạn là được đại diện Vi để tổ chức một cái tiệc sinh nhật nhỏ nhỏ ấm cúng này cho Vi. À, ấm cúng. Ấm cúng. Mày làm gì vậy? Ở dưới có đốt lửa gì không? Trời ơi, ấm cúng là tự mình sửa ấm mình thôi ba. Đúng rồi. Biết đâu, ấm cúng tưởng có đốt lửa cho nó ấm ấm. Qua đây em ôm cho ấm cúng. Thôi khỏi luôn đi. Thôi. Bà nực lắm bạn. Bây giờ bánh kem đã có rồi. Bây giờ mọi người muốn uống gì? Cho tôi ly sữa nhà đi. À, vậy mày sữa nhà vậy cho bạn cho tôi ly sữa Honda đi. Ê! Ồ, món mới hả? Lần sau. Ừ, tao sửa sao? Sửa nhà là tao là trà sữa ở nhà làm. Hiểu không? Vậy hả? Sửa sao đó. Tao nói tắt. Biết đâu, tao tưởng vui. Sửa rồi, tao kêu sửa không đa. Cái kia sửa không đa của mày lần sau. Sửa không đa là xã không đưa. Là gì? Xã không đưa có nghĩa là bà xã tao nhà chưa đưa. Trời, mày tào lao xã. Nghĩa là bạn gái á, hiểu không? Bạn gái mày nè. Bạn gái này là em nè. Thôi khỏi đi. Trời ơi, mấy bạn giỡn hoài nè. Đó là quỷ linh. Uống gì hả? Uống hoài là quỷ. Nói chung là mày uống cái gì? Tao uống gì cũng được. À, nói chung là có sữa được rồi. Sữa mà phải biết sữa gì bây giờ nè. Sữa gì? Có sữa cam, sữa bưởi và sữa tắc. Ủa đi sữa trái cây hả? Ừ, mới sữa tắc là sao? Sữa sữa cam là của Vi, sữa bưởi là của Trang, còn sữa tắc là của tao. Tại tao không à? Tôi sữa mướp mà nãy. Ôi trời ơi, bây giờ mà là sữa mướp hả? Vậy 40 năm sau mà sữa gì? Sữa đầu gối. Gối gì? Sữa đầu gối. Bây giờ dẹp hết mấy cái sữa. Vi uống gì hả? Vi thì Vi sợ mập lắm, thôi lấy cho Vi đi trà sữa. Nhiều sữa, nhiều đường, nhiều đá. Sợ mập đó. Nhiều sữa. Cho ly sữa xí muội nha. Chờ tí nha. Cho tôi sữa muội xí giống chồng tôi, ở lộn giống người yêu tôi vậy đó. Đây nè, mấy bạn. Rồi, mới quen. Nãy học ra liền vậy. Hỏi với bạn chơi vui thôi chứ sữa rồi này nọ mình chuẩn bị sẵn rồi, đặt sẵn rồi nha. Phải làm. Uống ly cho ba ly rồi, ai uống. Đừng có đòi hỏi. Hai em với Hoàng uống chung. Thôi. Cảm ơn tiên. Ai mà cắt ly tôi với Hoàng uống chung. Thôi khỏi. À mình biết sữa này sữa gì rồi. Sữa thanh dương. Sữa này sữa gì? Sữa gì? Sữa nâu. Tôi biết là sữa gì luôn nè. Thôi bỏ đi. À vậy thôi bỏ luôn đi. Ê mình vô đi, mình vô. 1, 2, 3, go. Sinh nhật vui vẻ. Vô rồi đi.
nãy bà đâu vậy? Trời ơi, nãy uống một ly trà sữa ở bên kia mà mất nước quá. Đó. Làm gì vậy? Sao? Mất nước ngồi không vững luôn á. Rồi, chúc sinh nhật. Ô sao mỗi người một ly mà? Uống chung đi. Nãy uống chung mà. Nó đi nữa là nó xỉu luôn á. Ờ, sinh nhật vui vẻ ha. Ờ, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật ai vậy? Anh gì bất ngờ vậy? Sinh nhật Quý. Sinh nhật Quý. Tôi. Ủa? Sao tổ chức ở đây vậy? Thì không phải tổ chức ở đây mà, bình thường thôi. Xưa giờ. Mình tổ chức sinh nhật cho Vi, bạn có ý kiến gì không? Chứ không phải tối là vũ trường đốt lửa chạy, đi 3, đi 4 đâu hả? Đấy, vô vũ trường đốt lửa chạy hả ông nội? Đồ mang mắt mày hay chi vậy? Mày đốt luôn cái vũ trường của người ta hả? Quý! Quý! Ai vậy? Ông tối nào Quý? Nhớ nhầm địa chỉ. Nói chung hôm nay sinh nhật của Vi, mặc dù hơi muộn chút, Đạt cũng có món quà tặng cho Vi. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Vi không có thích bông. Cảm ơn nha. Tặng cho Vi. Vi. Cảm ơn Đạt. Mà Tiên cầm giùm Vi đi nha. Ừ, Tiên giữ cho. Rồi, gói bông đó nè. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn Đạt. Và bánh kem nữa. Ai mượn vậy? Là sinh nhật của Vi mà. Thì sinh nhật của Vi tôi cũng tổ chức cho Vi được vậy. Thôi mà. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn Đạt nhiều nha. Không có gì. Cảm ơn Đạt nha. Đạt. Cảm ơn Đạt luôn nha. Đạt đã tặng bông cho Tiên. Cảm ơn. Cảm ơn Quý nha. Bây giờ mày vô mày tính tiền nguyên cầu này là nguyên đáng cảm ơn mày luôn á. Ừ. Hay á anh. Lúc đó mình quý bạn suốt cuộc đời này luôn á. Đó là học sinh. Đi học. Chứ có bị khùng. Thôi mọi người ăn sừng vui vẻ. Sinh nhật. Trời ơi, nó không được luôn đúng không? Ăn sinh nhật vui vẻ nha. Rồi đi. Ê Đạt ơi. Cẩn thận. Nghe giải thích Đạt ơi, mua bánh thì phải lấy ăn chứ. Quý. Quý đi làm cái gì vậy? Cuối con đường là bầu trời xanh ngắm mê. Chúng ta chỉ thôi mỗi tình buồn. Lặng lẽ xóa tan âu lo. Ngàn giọt nước mắt thắm trầm, niềm tin mãi luôn đong đầy. Bài ca hát trọn đêm này dành tặng bạn tôi, luôn dõi theo từng nụ cười lặng im phía sau. Chúng tôi mãi không rời, mặc nắng gắt hay mưa ngâu. Dù thời gian có xóa phai nhòa, lạc trôi những ký ức, bạn tôi vẫn thế không thể đổi thay trái tim. Vậy ta xin chào, hẹn gặp lại ngày sau, tưởng nhớ.